Ok, và welcome back. Và chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Thà Nốt. Đây. Yeah. Ok, thì mình chỉ đùa thôi, là mình là kháng VN ấy. Yeah, thì ok. Thì hôm nay mình đã biến thành Thà Nốt. Yes. Mình đã có sức mạnh của Thà Nốt rồi anh em. Và hôm nay mình sẽ triệu hồi ra những cái con tin của mình. Ok, mình sẽ triệu hồi màu đỏ trước nha. 3, 2, 1. Chiu. Ủa? Chiu, hay chưa? Kệ chưa? Tiếp theo là màu xanh lá cây. Chiu, 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 chiu. À, bập, ui trời, ui, đây đâu vậy? Kệ chưa? Các người là nô lệ của ta. No, hình như còn hiếu hàng, còn hiếu hàng. Màu xanh nước biển. Chiu. À, người ta nước biển này nó lợi gì đất nó lên. Đây từ dưới biển mà em bắt đầu phức ở đây. Bắt đầu phức đây là biển. Nó chui từ đây mà. Trời ơi, đây rồi, tới kia là biển nên đi nè. Thì ok, thì hôm nay các ngươi sẽ cùng với ta đi chơi một cái trận chiến đó, trận chiến Best World. Yup. Thì okay. Thì hôm nay ta đã thu thập được tất cả các viên ngọc và hoàn thành cái găng tay của ta. Găng tay vô cực. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô test năng lượng của nó nào. Let's go. Ok, vậy thì chúng ta đi vô trận rồi. Các nô lệ, hãy đi làm nhiệm vụ của mình đi. Nhanh lên. Yes sir. Ủa còn hàng đâu à? Dạ, yeah, ok. Ủa? Cái này cái chúng ta là đập cái giường. Tới cái hàng này. Sếp ơi sếp. Sếp ơi sếp. Cho mình không biết xíu rồi. Yay. Cho không biết xíu ơi. What the fuck không biết. Yes sir. Ta sẽ cắt kim người đó. Làm nhiệm vụ đi. Nhanh lên. Let's go. Đang tay. Thưa sếp, mạng của tôi bị lắc. Mong sếp thông cảm. Thông cảm gì hết, trừ luôn. Mạng của tôi cũng bị dày. Yes sir. Trừ luôn. Bị cái thằng xanh lè xanh lát này cắn cáp nè. Ôi đỏ nè, thằng đỏ nè. Ngu. Sức mạnh của ta quá bá đạo. Sếp, tôi đang qua kim cương ạ. Qua lẹ đi, cắt chim vợ. Tuân lệnh. Có muốn cắt chim không? No. Yes sir. Ủa, cắt chim vậy anh em. Trời ơi, không muốn cắt chim. Sếp nói gì cũng phải nghe hết. Ok. What the fuck? Ta bự quá, ta đeo đồ vô. Nó biến thành nhỏ xíu luôn. What the fuck? Thế sếp vui lòng giữ thân phận của mình. Anh em hãy gọi ta là huynh đệ rồi. Đừng gọi ta là sếp. Ta ngại chim lắm. Thằng xanh nước biển á. Ok. Thằng viên ngọc xanh nước biển. Còn thằng đó sẽ là người đi yểm trợ thằng xanh lá cây bọc đập giường. Ok sếp luôn. Tấn lại. Còn ta sẽ là thằng đi clear xung quanh đây. No. Ủa ta nghe tiếng hấp diêm. Oh my god. Oh ta đã có 4 cục và chết mẹ thằng này nó có trái tim tì. Cá mập nha, cánh cáp quan ta lắc quá. Hey, yeah. Cá mập đang đi đường kim cương qua bên mình đó anh em. Cẩn thận. Mày tay đâu mà. Cá mập là đó, bên đó đó. Xanh lè đó. Coi chừng đó. Ok anh em, ta còn một MR nữa thôi, chúng ta sẽ full full cái kia. Full cái obsidian á. Quan nó qua đường kia của mình kha. Đâu. Ok. Tôi đang chiến đấu. Chiến đấu đi. À, ta té sờ mà lên. Tôi xếp tôi bị hội đồng. Ôi đừng có heal sếp, heal sếp nữa cắt chất á. À, cắt lương chứ. Thằng qua kìa. Mày có chất khỉ ho còn gái gì nữa đâu. Quay lên, cái thằng quay lên. Thì blue mặc lờ. Quất nó. Blue qua. Đó, ta đây quýnh nó rồi. Ôi. Ôi rồi. Hay quá. Nó nát giường. Ê ê ê. Ê. Ba thằng kia đâu, thằng Sơn đâu, cứu Sơn. Sơn kia. Mở đường, mở đường. Thằng Sơn lá cây đâu, mở đường. Sơn lá cây. Sơn cả đi, Sơn tùm ơi. Có hàng ở ngoài kìa. Sơn. Ờ, nó ở ngoài kìa, nó giết ta kìa. Chết rồi. Chết rồi. Sơn cả đứng yên. Nè đứng yên, nè đứng yên, để tạo đường ra coi. Sơn cả đứng yên. Chạy rồi, nó chạy rồi. Cô kìa lên. Bắt chiêu. Sơn cả. Ê các bạn, sau lưng, sang sau lưng. Sau lưng kìa. Sau lưng kìa. Cái gì vậy mấy ông nè? Cô lẹ lên. Lẹ lên anh ơi. Lẹ lên thăng chức, lẹ lên thăng chức nè, lẹ lên thăng chức. Không có cứ. Lẹ lên.
Sơn Tùng, Sơn Tùng. Ok, ok, lên đi. Oh my god. Ok, bọc cái vô lại không nổi. Unbelievable. Unbelievable. Trời ơi. Trời ơi. Bọc vô đi. Tự nhiên nãy hàng cái hàng xanh đỏ, cái hàng đỏ với hàng xanh nước biển nó nhảy xuống là cái gì vậy? Trời ơi. Tự nhiên hai người nhảy vô. Xàm xí đế ghê luôn á. Trời ơi, thằng màu đỏ nó đập được thằng màu vàng rồi. Anh em, chúng ta cần một cục emerald thôi. Ê, thằng vàng đang đập đường kìa, nó sợ tay cu rồi. Nãy giống qua tao hả mày? Tao qua clear team vàng đây. Ok, vậy đây. Chúng ta sẽ đi hấp diêm tụi bên này. Viên đá màu xanh do ta... Chạm ra ngoài bảo vệ riêng chẳng. Ok. Viên đá màu xanh này do ta chế tạo ra nè, ngoan. Cái thằng màu đỏ kia rồi nè. Cái thằng viên đá màu wow. Đỏ. Cái thằng viên đá màu xanh này. Wow, mấy bạn ơi. Cứu sếp bên vàng nè anh em. Ôi, sếp ơi. Tất cả các anh để ta làm nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời. Sếp đã hấp kim được thằng kia. Ê, thằng blue qua kìa. Blue qua kìa. Ok, sếp đã tiêu diệt được team vàng. Anh em thấy sếp hay không? Vỗ chân đi. Nó trâu quá. Anh em thấy hay, vỗ chân cho sếp. Không vỗ được, thôi sếp. Quá hay. Ok rồi, coi chừng rồi. Ôi, em bay và em sắp rơi. Anh em qua hỗ trợ hàng xanh nước biển giết người nè. Ok, tắm đồ qua cho nó anh em ơi. Trời, xem nó hết luôn. Mày nó rồi. Hello. Xanh nước biển nó đang ở đâu vậy? Xanh nước biển, giết nó xanh nước biển. Sao luôn kìa, giết nó đi. Giết nó đi, xanh nước biển. Anh đang xem em nè. Rồi. Yeah. What the fuck? Đừng xa quang. Đừng quá. No, chém chết ta đi. No. Để ta. Ôi, nó chém chết ta rồi. Rồi. Sát đâu nhá lên. Tao chưa có đồ. Xanh nước biển đâu. Qua đi sát, nó còn yếu máu rồi. Ôi, nó hồi máu rồi. Anh lên. Ta đứng này tao quay lại là cái khúc ngươi quýnh lộn nè. Nhớ lên. Có đồ không chụp tao đây. Nhớ lên baby. Ôi, đi. Nhanh lên đi. Đang qua. Ủa nó đâu rồi? Nó đang qua. Ủa nó hô tàn hình nó đi rồi. Nó hô tàn hình nó chạy. Chạy nè. Rồi ok, nó hiện nguyên hình rồi. Nó hiện nguyên hình đang đi ra mid kìa. Sát. Hấp diêm. Rồi quất nó sát. Quất. 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 Qua giúp luôn. Quất. Anh em vô hỗ trợ sát. Hấp diêm. Yeah. Sát để nó diêm. Hay lắm, cuối cùng sắc đã giết được người. Sắc giết rồi. Chi chi, yeah. Hay lắm, bây giờ ta bay mất tiêu luôn rồi. Ta bay ngoài vũ trụ rồi, ta đã ra được vũ trụ rồi. What the fuck, sao cánh tay kia nó nhỏ xíu vậy? Thôi kệ đi, không sao. Ta sẽ đi hỏi lại cánh tay đó. Và sao cái người không đi ra? What the fuck. Ok. Ta đã cùng với các nô lệ của ta đã chiến thắng Minecraft Skyward. Các người có thấy găng tay vô cực ta bro không? Không. Chưa thấy được cái găng tay vô cực gì hết. Nè. Nè. Thấy chưa? Nè, vàng vàng nè. Rồi, nhưng mà nhỏ vậy. Cái tay này nhỏ quá. Nhỏ. Nhờ ta và các người mới có hôm nay đó. Được chưa? Cảm ơn sếp. Ok. Nếu mà hết video này đừng quên lại cho mình một đứa. Nhập vô găng tay lại mấy đứa. Ok, nhập vô găng tay đi. Nhập vô. Ok, và nếu mà hết video này thì đừng quên lại cho một like và subscribe nha. Và đừng quên qua kênh của Quang, qua kênh của Sơn và qua kênh của Sắc để ủng hộ nha. Ok. Còn bây giờ thì ta đi về vũ trụ đây. Yeah. Bye bye sếp. Nhớ phát tiền lương nha.